Tập 11. Tỷ tỷ của ta vẫn khỏe chứ? Sư mẫu vẫn như xưa. Chắc con của tỷ ấy cũng lớn lắm rồi. Con năm xưa khi chúng ta đi Bắc Hoài Nam Chương, lúc ấy tỷ ấy đang mang bầu. Tính ra cháu bé đó chắc cũng bằng tuổi thái tử. Không biết đó là con trai hay con gái. Điều này không biết phu nhân muốn đó là con trai hay con gái. Chắc ta đoán cũng không đúng đâu. Ta mong đó là một cậu con trai có tài trí như Đông Phương Tuệ. Nhưng ta cũng mong đó là con gái, và nó sẽ giỏi giang như tỷ của ta. Mong muốn của phu nhân đều là hiện thực. Sao? Ân sư có một cậu con trai, lại có một cô con gái. Vì chúng là anh em sinh đôi, tuyệt quá. Như vậy là quá hoàn hảo rồi. Ông đã gặp họ rồi chứ? Mẹ hồ đồ quá, Giang tiên sinh ở Đông Phương Môn đã 3 năm, dĩ nhiên phải gặp họ rồi. Tiểu thư không biết đó thôi. Công tử của ân sư chính là sư đệ của Thảo Chân. Nhưng công tử luôn đi vắng, thế nên suốt 3 năm liền Thảo Dân chưa từng gặp mặt. Và còn cô con gái, chắc nó đã thành thân rồi. Điều này rất khó nói. 23 tuổi mà vẫn chưa thành thân. Kỳ Liên, con yên lặng nào. Hãy nghe Giang tiên sinh nói đi. Việc này thật ra không thể để cho người ngoài biết được. Nhưng phu nhân vừa là đồng môn, vừa là tỷ muội với sư mẫu, nên Thảo Dân không dám giấu. Thảo Dân và sư muội đã hẹn ước với nhau trọn đời rồi. Là ông à? Vậy thì không phải là người ngoài rồi. Kỳ Liên, vậy con phải gọi là Giang tiên sinh. Giang tiên sinh là anh rể, tỷ phu à? Không dám. Thảo Dân và sư muội đã hẹn ước với nhau, không được để cho mọi người biết chuyện giữa Thảo Dân và sư muội. Đợi đến khi mọi chuyện rõ ràng rồi thì đã là người một nhà. Đã làm người một nhà rồi, hà tất phải làm như thế? Đã để cho phu nhân phải chê cười. Mẹ, vừa rồi chúng ta tới chỗ Giang tiên sinh, không ngờ chúng ta và ông ấy lại là họ hàng. Đúng vậy, các con đều đã lớn khôn. Còn mẹ thì cũng đã già rồi. Mẹ đâu có già đâu. Con thấy mẹ vẫn trẻ trung như mẹ nuôi, giống như ngày xưa vậy. Ngày xưa ấy à? Hồi đó con chưa ra đời, làm sao con biết lúc ấy mẹ trông như thế nào? Con không cần biết, vì chắc chắn mẹ bây giờ vẫn giống như xưa. Vừa rồi Giang tiên sinh không lầm, lại cứ tưởng mẹ là tỷ tỷ của con, chứng tỏ ông ấy thật tinh mắt. Đủ rồi Kỳ Liên, bây giờ con muốn chọc mẹ đấy à? Mẹ uống trà đi. Mời dùng trà. Không ngờ ông còn là hiền đệ của Đông Phương Tuệ. Ai là hiền đệ của ông ấy chứ? Ai biết là ông ấy có con gái hay không? Ai biết con gái ông ấy trông như thế nào? Ông vừa nói như vậy mà. Tôi đã nói như vậy sao? Sáng sớm mai tôi phải cùng với bệ hạ đi tìm một vị thần tiên rồi. Này, sao dừng lại vậy? Dừng lại, mau dừng lại đi, Giang tiên sinh, đợi ta với. Đi mau, đi mau. Giang tiên sinh, là Cừu tiểu thư à? Ông đi đâu? Giáng sinh phụng chỉ đi lo việc công. Không biết là tiểu thư có việc gì sai bảo. Ta muốn ông xem cho ta một quẻ. Xem quẻ?
Hôm nay giáng sinh vẫn chưa xem khỏe nào, vậy xin được hết lòng phục vụ tiểu thư. Tiểu thư muốn Thảo Dân xem cho tiểu thư một chữ kim mà. Đó là một trong những chữ gia truyền của nhà ta, nên ta quen miệng nói vậy thôi. Tiểu thư muốn xem không phải là theo nghĩa trong chữ gia truyền, mà là cái gì? Sao? Ông biết là không phải chứ. Chữ này không viết trên đất, trên trúc, mà được chính tiểu thư nói ra, nên Thảo Dân đã đoán như vậy. Viết và nói khác nhau à? Kim, nhưng không phải là kim. Tiểu thư nói là hoàng kim, tiểu thư là con gái, nên chứng tỏ nó phải là điều quý giá nhất. Mà điều quý giá nhất đó chính là tướng công của mình. Ông triêu ta đó à? Vậy ta không cần nữa. Vậy tiểu thư có muốn xem nữa không? Xem đi, xem xong sẽ nói tiếp. Tiểu thư vẫn muốn xem chữ vừa rồi à? Cứ xem chữ đó đi. Con gái nói đến chữ kim, tức là muốn trẻ mãi như non nước. Nước Lan Quân mà tiểu thư đã khắc ở trong tim giờ đang phải mỏi mòn trong đời. Ý ông muốn nói trong tim muôn ấy có ta? Không chỉ có thế đâu, người đó mong đến ngày này lắm rồi. Khi trở về Trường An, giáng sinh sẽ tới uống rượu mừng với tiểu thư vậy. Nhất định ta sẽ mời rượu mừng. Tiểu thư không cần phải bận tâm, việc này phải do Lý Hán đứng ra mời Thảo Dân mới đúng. Lý Hán, việc này liên quan gì đến quân ấy? Tiểu thư nói đến, ta đang nói đến người khác. Giáng sinh cũng đang nói đến người khác. Lý Hán tướng quân và tiểu thư là huynh muội với nhau. Khi tiểu muội thành thân thì đương nhiên đại ca phải có rượu mừng rồi. Thế thì tốt rồi. Nhưng công chúa vệ trưởng cũng yêu người ấy, ta phải làm sao đây? Tiểu thư đừng nói nữa, để giáng sinh đoán xem ý trung nhân của tiểu thư là ai nha. Có thể đoán được sao? Kim tức là phía tây, dạng lý xa cách. Đức Lăng Quân trong tim của tiểu thư không phải là người gốc Hán, mà người này từ xứ khác tới Trường An. Ít nhất thì cậu ta cũng phải lớn hơn tiểu thư tới 5 tuổi. Ông nói đúng quá. Vậy ta có nên nhường huynh ấy cho công chúa hay không? Xin được ông chỉ giáo. Cung đã dương lên rồi thì không rút lại được đâu. Ta hiểu rồi. Cảm ơn ông đã chỉ bảo. Uy khắp trong nước trừ về cố hương, sao được mảnh tưởng trừ giữ bốn phương. Đánh rồi. Đánh rồi thì không được hối hận. Đã đánh là không hối hận. Nước cờ này chậm thắng rồi. Thần thiếp thua rồi. Giang hồ thường nói là chấm đa tạ hoàng hậu đã nhường. Thần thiếp vốn không phải là đối thủ của bệ hạ mà. Nhưng nàng là đệ tử của Đông Phương Tuệ, chấm đánh cờ với ông ta chấm luôn bị thua ngay từ nước đầu. Đâu có mấy người chơi ngang cửa với bệ hạ. Không phải thật lòng. Nàng nói như vậy chắc không phải là vô ý đâu. Trẫm không thể không thắc mắc. Sự cô đơn lớn nhất trong thiên hạ chính là bản thân mình không có đối thủ. Trẫm còn nhớ khi sư phụ của nàng chưa có đối thủ, ông ấy đã dùng chính tay phải và tay trái của mình để chơi cờ với nhau, đúng không? Đúng là Đông Phương tiên sinh đã làm như thế. Đang giận dơ lúc trước và sau khi trẫm lên ngôi chứ. Tất cả vẫn ở trước mắt, cứ như là chuyện hôm qua vậy. Trẫm đã tự ý rời kinh mấy lần, nên đã bị bắt giam vào cục. Sau đó còn bị thẩm vấn. Cha của Lưu Nghĩa chính là đối thủ của trẫm. Thái Hoàng Thái Hậu do chủ quan nên đã bị Lương Dương đoạt vị.
âu cũng vì sự kinh suất của bản thân. Ông ta lại là một đối thủ. Khi Trẫm Đang bị gặp nguy tại Hoài Nam Chương, đã đưa quân tới tạo phản, và chúng đã tiến vào được thành Trường An. Đây là một đối thủ nữa. Đấy là Trẫm chưa kể đến những người khác. Tiếc là những đối thủ trên bàn cờ với Trẫm đều đã qua đời rồi. Trẫm thấy đôi lúc rất nhớ đến họ. Đợi đến lúc Thái Bình thịnh trị thì bệ hạ không còn gì phải buồn phiền nữa. Lầm rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái gì đến sẽ phải đến thôi. Trẫm còn trẻ nên Trẫm sẵn lòng chơi với họ đến cùng, chứ không cần đợi đến lúc Trẫm già đâu. Bệ hạ còn rất trẻ, sao lại nói đến chữ già? Ai chẳng phải già. Từ xưa đến nay đâu có ai là ngoại lệ. Thần thiếp có chuyện muốn tâu với bệ hạ. Có chuyện này thần thiếp cứ nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra. Chuyện gì? Thần thiếp theo hầu bệ hạ từ năm nào? Đó là năm Trẫm được lên ngôi. Vậy đã được bao nhiêu năm rồi? 23 năm rồi. Vậy lúc đó bệ hạ bao nhiêu tuổi? Trẫm 19 tuổi. Đúng vậy. Thần thiếp muốn hỏi bệ hạ, cưới nhi của chúng ta năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Trẫm hiểu ý của nàng. Nàng muốn nhắc nhở Trẫm chọn ái phi cho cứ nhi chứ gì? Thế nào? Quốc mẫu của Trẫm, nàng chọn ai? Lời nói của bệ hạ mới là quyết định. Nhưng Trẫm hơi sợ. Bệ hạ sợ điều gì? Trẫm sợ lại chọn phải một A Kiều. Không đâu. Chúng ta hãy nghe ngóng xem nhân cách của ta thế nào, sau đó hãy quyết định. Nhân cách có thể nghe ngóng được sao? Khi Trẫm chọn nàng làm ái phi, sau đó phong cho nàng làm hoàng hậu, thì Trẫm đã thăm dò từ ai? Chẳng phải nàng đã hầu hạ Trẫm khi Trẫm lên làm thái tử, rồi dần dần nàng đã lọt vào mắt của Trẫm như sao? Bây giờ cứ gì đâu có cơ hội như thế đâu. Tử phu, chuyện cứ cứ gì Trẫm giao cho nàng lo liệu. Trẫm sẽ theo ý của nàng. Mẫu hậu, đây là cái gì? Chọn thê tử cho huynh đó. Chẳng phải chúng ta cần dẹp hung nô trước hay sao? Bây giờ con muốn dồn tâm sức vào chuyện này. Thành thân cái nỗi gì chứ? Con là thái tử, việc con thành thân không phải là chuyện chỉ riêng cá nhân con, mà là quốc gia đại sự. Đúng vậy. Đợi đến khi con có con rồi, thì lúc đó phụ hoàng sẽ có cháu đội, đại hán có người đối nghiệp, thì mới có thể khiến cho thần dân trong thiên hạ an tâm được. Con hiểu không? Con chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Xin mẫu hậu đừng quá bận tâm. Mẫu hậu đừng quá bận tâm ư? Vậy con hãy tìm cho mẫu hậu một cô đi. Mẫu hậu, Kỳ Liên cũng không phải là ngoại lệ. Mùi sẽ quyết định cho huynh chọn cô ấy đi. Mùi có lấy thê tử đâu, mùi quyết định làm gì chứ? Cô ấy là con gái của đại tướng quân, gia thế rất ổn. Đã vậy, cô ấy còn là Diên Minh Châu của hộ quốc phu nhân, văn võ song toàn, xinh đẹp giỏi giang. Như vậy đáng để kết thân. Chỉ có mùi mới thích tính khí của cô ta, có người đàn ông nào dám chính vào chứ? Huynh nhìn bước này đi, còn bước này nữa, không đáng để xem đâu. Một người tốt như cô ấy mà huynh không lấy, huynh muốn lấy ai đây? Nhưng mẹ cô ấy là con nuôi của mẫu hậu, về thứ bậc xem ra không ổn cho lắm.
Mẫu hậu, việc này cần gì thứ bậc? Mẫu hậu chỉ lớn hơn hộ quốc phu nhân có mấy tuổi, nên con nuôi không tính, chỉ tính con đẻ thôi. Lạ thật đó, đây đâu phải là việc của muội, muội dội gì chứ? Thế này gọi là hoàng thượng không dội nhưng thái giám dội. Tiểu thái giám, xin người đừng cố gắng nữa. Sớm muộn gì thì Kỳ Liên cũng sẽ là người của Lý Hán. Muội đừng có nhiều chuyện, cẩn thận, không thì hộ quốc phu nhân sẽ tính sổ với muội đó. Kỳ Liên thích Lý Hán sao? Kỳ Liên, con muốn mẹ đưa con đi đâu? Chẳng lẽ mẹ muốn biết người con yêu sao? Quỳnh để đàn ăn ngay trước mặt rồi. Mẹ, ở đây này. Kim Đông, tiểu thư nói nhỏ thôi, đừng làm cho người sợ. Mẹ ta tới rồi, bà ta chính là hộ quốc phu nhân. Bà ta cũng xuất thân từ Võ Lâm, nên rất thích những con ngựa tốt. Lát nữa huynh nể mặt một chút nhé. Ta không hiểu ý, mẹ ta hỏi gì thì huynh trả lời đúng cái đó, đừng có cãi bãi. Kỳ Liên, người con nói ở đâu rồi? Huynh còn không mau tham kiến hộ quốc phu nhân đi. Bà Nô Kim Đồng tham kiến hộ quốc phu nhân, điển lễ. Sao người đó vẫn chưa đến? Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, chuồng ngựa ở đây có sạch sẽ không? Rất sạch. Còn nữa, mẹ ở đây xem, những con ngựa này đều cao to và khỏe mạnh lắm đây này. Đây là thế hệ sau của giống ngựa Quý Hãn Quyết đúng không? Ngựa cha là ngựa Hãn Quyết, ngựa mẹ là ngựa Trung Quyên. Quả là một con ngựa tốt. Kỳ Liên, người đó đâu? Mẹ thích những con ngựa tốt, vậy chúng ta cứ đi xem ngựa trước đi. Ở đằng kia còn nhiều lắm, để con đưa mẹ xem. Này này, con đưa mẹ tới đây xem ngựa hay xem người đây? Đi thôi. Cái gì? Người con nói chính là cậu ấy à? Không được sao? Sao con có thể lấy một mã nô? Vệ Thanh đại tướng quân cũng là một mã nô mà. Làm sao cậu ta có thể sánh với Vệ Thanh đại tướng quân? Mẹ đừng thiên vị. Con thấy Kim Đồng tuy là một người sống dưới bùn, nhưng không bị khôi thanh bùi bùn. Nhất định huynh ấy sẽ làm nên chuyện. Con quen cậu ấy từ khi nào? Đó là khi con theo đuổi quận chủ Giang Đô. Lúc đó huynh ấy đã theo hầu hạ con. Con và cậu ấy đã hẹn ước trăm năm sao? Đâu có nhanh đến vậy đâu. Vậy con hãy mau quên chuyện này đi. Mẹ không đồng ý. Tại sao? Mẹ chê hoàn cảnh xuất thân, chê huynh ấy là một kẻ mồ côi sao? Con vẫn còn nhớ mẹ đã từng nói với con, cha con cũng xuất thân là một đứa trẻ mồ côi. Cha cũng từng một người làm công trở thành đại tướng quân. Không phải bất cứ một mã nô nào cũng trở thành đại tướng quân. Người khác không làm được nhưng huynh ấy làm được. Trên đường đi, bọn con đã nói nhiều chuyện với nhau. Huynh ấy học binh pháp Tôn Tử, luyện bắn cung và cưỡi ngựa. Võ nghệ huynh ấy rất giỏi. Lần trước ở Quách Gia Trang huynh ấy đã giúp con rất nhiều. Con thật quang đường. Thế nào là quang đường? Chẳng lẽ con cứ phải Lý Hán thì mẹ mới cho là không quang đường sao? Mỗi thế hệ có một cách nghĩ khác nhau. Mẹ đừng bắt con theo cách nghĩ của mẹ. Con đừng nói linh tinh. Mẹ đánh con. Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa bao giờ đánh con. Mẹ đã lỡ tay. Mẹ đã đánh con gái của mình, chứ đâu phải là người khác. Vậy sao mẹ phải hối hận? Xem ra vết thương lòng của mẹ đang rỉ máu. Mẹ muốn thì cứ đánh cho thỏa thích đi. Kỳ Liên, tướng công, nếu tướng công đồng ý với sự lựa chọn của Kỳ Liên, thì hãy để cho thiếp dập tắt ba ngọn đến này bằng ba mũi tên.
Vậy thì xin chúc mừng con. Người kỳ liên yêu chắc rất tuyệt. Con gái đều có phúc phận riêng. Con phải chịu ý con bé thôi. Vậy Lý Hát thì sao? Cưỡng ép thì không nên. Vì thế con sẽ chọn cho Lý Hán một đám khác. Chỉ trong chớp mắt, chúng ta đã đến tuổi trở thành gánh nặng cho con cháu rồi. Con thấy đó, ta có con trai, con gái, nhưng bây giờ trong cung lại trở nên vắng vẻ. Bởi vậy nỗi buồn này ta không nói chắc con cũng đã rõ. Nhi thần xin dâng an mẫu hậu Hồ Quốc phu nhân an khang. Ngồi xuống đi. Hồ Quốc phu nhân có tin vui. Kỳ Liên đã chọn được ý trung nhân rồi. Con đã nói mà, Kỳ Liên là người mạnh mẽ, đâu cần người khác phải lo cho cô ấy. Mùi đã nói rồi, Hồ Quốc phu nhân sẽ có song nữ lâm môn. Con trai lấy vợ, con gái cả chồng. Người nhà vẫn là người nhà. Đúng vậy, ta đã bảo Lý Hán phải mời cơm. Sai rồi, ý trung nhân của Kỳ Liên không phải là Lý Hán. Không phải Lý Hán, vậy là ai? Đó là một người rất bình thường như những người bình thường khác. Hiện giờ cô ấy đang làm việc ở chuồng ngựa. Kim Đồng, con cũng biết à? Kỳ Liên đã nói cho con biết sao? Con phản đối. Mẫu hậu không được bằng lòng với cuộc hôn nhân này đâu. Hai người họ yêu nhau, đâu liên quan gì đến muội? Liên quan chứ. Tóm lại không thể được. Hồ Quốc phu nhân, hai người đó không hợp nhau đâu. Hồ Quốc phu nhân, không được đâu. Sao lại không hợp nhau? Không hợp nhau ở điểm nào? Đã nói là không hợp nhau. Không có điểm nào hợp nhau cả. Con gái, con nói xem, huynh ấy là một mã nô, không xứng với một thiên kim tiểu thư. Kỳ Liên không để ý đến chuyện đó, sao muội phải quan tâm đến chuyện người ta có là mã nô hay không? Huynh ấy là người khung đô. Người khung đô. Bùi bùi, đừng đoán mò. Sao con biết cậu ta là người hung đô? Mẫu hậu có thể đi hỏi cậu con. Bẩm hoàng hậu, và Kim Đồng có được gọi là người hung đô không? Hồ Quốc cô nhân nói như thế nào? Cậu ta không phải. 18 năm về trước, Hỗn Tà Dương đã đưa 20.000 người tới phục dịch ở nước Hán. Vua Mông Cổ đã đồng ý. Kể từ đó lãnh thổ của Hà Sáo mới được yên ổn, người dân mới an cư lạc nghiệp. Và Kim Đồng cũng là một trong số đó. 18 năm đã trôi qua rồi. Những người này bây giờ đã trở thành thần dân của Đại Hán. Nhưng Kim Đồng thì cậu ta làm sao? Năm xưa cha của cậu ta là một vị tướng được Tà Đơn Chu hết lòng yêu mến. Nhưng ông ta quay về phía Nam không phải là ý định từ ban đầu. Trên đường đi, ông ta đã tự ý kích động đội quân kỵ binh thân cận của mình làm phản. Nhưng lại bị Hỗn Tà Dương phát hiện ra. Thế nên Hỗn Tà Dương đã ra tay trước, và nhà họ chỉ còn sót lại một cậu Kim Đồng, chỉ mới lên năm thôi. Thì ra là vậy. Cha của cậu ta lúc nào cũng là người tiên phong trong các cuộc chiến đấu. Ông ta cũng là một đối thủ của Cù tướng quân. Quan gia đối đầu à? Vậy Thanh, việc này phải làm thế nào đây? Theo những gì thần biết, thần đã nói hết với hoàng hậu. Còn giải quyết chuyện này thế nào thì xin hoàng hậu hãy định đoạt. Con gái của cụ tướng quân lại lấy người nối dõi của một đại tướng hung đô. Cụ tướng quân ở trên trời chắc sẽ hận ta lắm. Cậu ta vốn là một người chăn ngựa ở Hà Sáo, sao lại tới Trường An? Di thần đã điều tra rồi. Năm xưa Hỗn Tà Dương đã nuôi dưỡng thành công thế hệ thứ hai của Hỗn Tà Mã, nên đã được bệ hạ tán dương. Bởi vậy, ông ta chọn ra 100 ngựa tốt nhất và gọi chúng là Thiên Mã. Sau đó, chúng được đưa tới Trường An để dâng lên bệ hạ. Hỗn Tà Dương cũng đã chọn 100 kỵ sĩ giỏi nhất của mình để hộ tống đàn ngựa này. Ngựa đã đến Trường An thì người cũng nên quay về Hà Sáo chứ. Hoàng hậu nói rất đúng. Đáng lẽ Kim Đồng phải theo đội tùy tùng về Hà Sáo. Nhưng đã xảy ra một chuyện, đó là bệ hạ đã thích một con ngựa. Nhưng vì lạ nước lạ cái nên nó không chịu ăn uống gì, và thế là sinh bệnh. Người trong coi chuồng ngựa đã tấu lại việc này lên bệ hạ. Sau đó bệ hạ đã yêu cầu mã nô của con ngựa này quay lại. May là sau khi nhìn thấy chủ của mình, bệnh của con ngựa đó đã được bình phục.
Và mã rùa đó chính là Kim Đồng à? Kể từ đó, Kim Đồng đã ở lại Trường An trong coi chuồng ngựa. Tính ra cũng được 5 năm rồi. Đúng là quan gian ngõ hẹp. Nếu như hoàng hậu không còn điều gì sai bảo, thì di thần xin cáo lui. Được. Đại tư mã xin dừng bước. Đại tư mã. Hoàng hậu đương đương mời đại tư mã tới Cam Tuyền cung. Xem ra việc này ta phải quyết định thay cho Thu Thuyền. Ngự mã giám thuộc quyền quản lý của đại tư mã đúng không? Đó chính là chức trách của thần. Tốt lắm. Vậy đại tư mã hãy để cho Kim Đồng quay về Hà Sáo, tiếp tục là thuộc hạ của Hỗn Tà Dương đi. Để cậu ta quay về Hà Sáo à? Đúng vậy. Hãy để cậu ta đi ngay đi, càng nhanh càng tốt. Đại tư mã hãy viết thư cho Hỗn Tà Dương, bảo ông ấy hãy đối xử tốt với Kim Đồng. Hãy nhớ không được để cho ai biết chuyện này. Thần có việc không nên hỏi. Nhưng nếu như công chúa vệ trưởng hỏi thì công chúa không phải là công chúa một mực phản đối chuyện Kim Đồng và Kỳ Liên sao? Công chúa... Đại tư mã muốn nói gì? Xin hoàng hậu tha cho di thần. Di thần đã dám nói ra. Đại tư mã muốn nói gì cứ nói ra đi. Công chúa vệ trưởng đã từng nói công chúa muốn học công chúa Bình Dương. Vậy thì tốt. Công chúa muốn học gì ở Bình Dương? Ngày xưa thần cũng là một mã nô. Đại tư mã nên nói cho ta biết sớm. Kim Đồng không được ở lại đây thêm một giờ phút nào. Hãy để cho cõi quay về ngay. Kim Đồng, huynh mau cột ngựa vào, ta muốn huynh cưỡi ngựa cùng với ta. Công chúa, Kim Đồng đâu? Tiểu nhân lập thay cho huynh đấy. Huynh ấy đi đâu rồi? Tiểu nhân không biết à? Hỗn láo, mau nói cho bổn cung biết đi, nếu không... Công chúa, thật sự tôi không biết mà. Nói mau. Nói mau cho ta biết đi. Ông đã đưa Kim Đồng đi đâu rồi? Nói mau đi. Ông đưa Kim Đồng đi đâu? Quên cậu ta đi. Không phải ông nói cho tôi biết. Hỗn láo. Cô không biết mình đang làm gì thật sao? Đại tư mã, ông có biết thế nào gọi là tình yêu không? Ông không hiểu. Từ sau khi công chúa Bình Dương qua đời, ông đã yêu linh lung công chúa. Nhưng ông chỉ biết chôn chặt nó ở trong lòng, chứ không dám biểu lộ ra. Ngay cả khi cô ấy đã phải chết vì ông cũng chưa từng nói lời yêu thương nào. Tôi coi thường ông. Ta không cần cô tới đây dạy khôn ta đâu. Cô đi đi. Đại tư mã, ông là tiền bối, nên tôi không muốn ra tay với ông. Nhưng hôm nay ông đã ép tôi phải phạm thượng rồi. Con gái của cựu tướng quân lớn lên lại muốn đấu với ta. Ông đừng ép tôi. Rốt cuộc huynh ấy đang ở đâu? Ta không thể nói ra được. Mau về đi. Hãy để cho mẹ cô dạy cô thêm 3 năm nữa. Đa tạ đại tư mã đã chỉ giáo. Tôi không cần học mẹ tôi đã học được kiếm pháp của cha tôi. Bỏ kiếm xuống. Sống mà không có tình yêu, tôi thà chết còn hơn. Tôi muốn mượn ông một mảnh đất. Cậu ta về Hà Sáo rồi. Kỳ Liên đã đuổi theo cậu ta. Tại sao đại tư mã lại không ngăn cô bé lại? Vì thần bất tài. Thu Tuyền, việc này phải làm sao đây? Kỳ Liên đã gây nên đại loạn rồi. Việc đã đến nước này, chúng ta nên thuận theo ý trời. Thuận theo ý trời à? Tình yêu không thể ngăn cản được. Hey, Jin Tong à.
Kim Đồng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với huynh để cho bọn tôi cũng bị liên lụy, phải đưa huynh về Hà Sáo vậy? Có phải huynh đã đắc tội với Đại Tư Mã hay đã nổi lòng tham hay không? Nếu không, chắc huynh đã bán trộm thức ăn của ngựa, hay huynh là thủ phạm của việc làm con gái nhà người ta ởn bụng ra? Kim Đồng, huynh đợi một chút. Kim Đồng, Kim Đồng, Kim Đồng, đợi ta chứ, Kim Đồng, Kim Đồng, Kim Đồng, mau, chặn cô đấy lại cho ta, nhanh lên. Kim Đồng, đợi ta chứ. Công chúa, công chúa, công chúa, công chúa không sao chứ? Kim Đồng, huynh ác thật. Công chúa bỏ tay ra đi. Không, ta sẽ không bỏ. Các ngươi quay mặt sang chỗ khác đi. Không có lệnh của ta thì không được quay lại. Dạ. Sao huynh đi mà chẳng nói với ta lời nào vậy? Huynh thật vô tình vô nghĩa. Đô tài phụ mệnh điều động tới Hà Sáo, nên phải lập tức lên đường. Mệnh lệnh của ai? Đại Tư Mã. Mặc kệ Đại Tư Mã, huynh hãy quay về với ta đi. Quân lệnh như sơn, ta không cần biết những điều đó. Bây giờ huynh hãy cùng với ta về Trường An, về hoàng cung. Chúng ta sẽ cùng nhau đến gặp phụ hoàng mẫu hậu. Ta muốn nói rằng ta yêu huynh. Công chúa, huynh không cần nói gì cả, ta không muốn nghe. Huynh hãy hứa với ta một việc, huynh sẽ làm phò mã. Ta cũng không biết tại sao, lần đầu tiên ta tới chỗ huynh làm gì, ta đã cảm thấy ta yêu huynh mất rồi. Và sẽ không có ai dám phản đối việc đó. Ở Đại Hán, công chúa yêu mã nô không phải là chuyện chưa từng có. Chỉ cần huynh lắc đầu, ta sẽ theo huynh về Hà Sáo, theo huynh đến chân trời gốc bể ngay. Nô tài theo công chúa về cung là được rồi. Hai vị đại ca, các người được nghỉ ngơi rồi. Chúng ta quay về Trường An thôi. Công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Mời công chúa lên ngựa. Chân ta mỏi quá, ta muốn huynh đỡ ta. Chúng ta về Trường An thôi. Hai vị, bảo vệ công chúa. Đi. Kim Đồng, Kim Đồng, huynh đã hứa với ta rồi mà. Huynh đã hứa với ta rồi Kim ạ. Kim Đồng, các người còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo đi. Không cần đuổi theo. Sao mùi lại ngăn cản ta? Mùi cũng yêu huynh đấy. Mùi cứ dương mắt lên mà nhìn huynh ấy trở về Hà Sáo để cả đời xa cách nhau sao? Không, người huynh ấy yêu là công chúa. Mùi dám nói thật lòng mình, mùi không yêu huynh ấy chứ?
Mùi đã thề rồi. Vậy là giờ mùi đã không yêu huynh ấy nữa. Tình cảm của mùi chưa sâu đậm bằng công chúa. Thế nên mùi sẽ rút trước để chúc cho công chúa. Cầu gì được nấy. Kỳ Liên, ta xin lỗi. Huynh ấy là của công chúa mà. Nhưng khi mặt trời lặn, lại thấy xa cách nghìn trùng. Đến được mùi hỏi công chúa rồi. Công chúa yêu Kim Đồng là do nhất thời hay mãi mãi đây? Mãi mãi. Phải nói cho ông trời nghe thấy mới được. Có thần linh làm chứng cho ta. Tốt rồi. Quỳnh đấy đã trở về Hà Sáu. Công chúa đừng đuổi theo nữa. Chỉ cần Kim Đồng cũng nghĩ như công chúa, thì dù có thế nào, cuối cùng hai người cũng thuộc về nhau. Kỳ Liên, còn mùi thì sao? Mùi không sao đâu. Còn đuổi kịp chứ. Con không đuổi nữa. Gặp khó khăn, các con đã chung bước à. Đã biết rõ người ta không phải là của mình, thì hà tất phải miễn cưỡng. Kỳ Liên, con chẳng hề giống mẹ chút nào. Mẹ, con đã đuổi theo rồi, sao không kiên trì đến cùng? Con sợ đến Hà Sáu à? Đã yêu rồi thì phải yêu đến cùng. Cơn gió mạnh và bão cát đã làm cho con tỉnh giấc, hay con không đỡ rời bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý này? Đi được nửa đường thì con đã lùi bước. Vì thế sao gọi là tình yêu chứ? Không phải đâu, mẹ không hiểu được đâu. Con hãy nhớ, ngay tại căn phòng này, con đã từng hỏi mẹ chuyện giữa mẹ và cha của Lý Hán là như thế nào. Con thật trẻ con, con không hỏi nữa. Con sẽ không hỏi nữa. Không, bây giờ mẹ sẽ nói cho con biết. Lý Dũng, cha của Lý Hán là mối tình đầu của mẹ. Mẹ không định nói cho con biết, nhưng hôm nay mẹ không thể không nói. Lúc 17 tuổi, mẹ đã quen Lý Dũng, và hai người đã nguyện sống với nhau suốt đời. Bệ hạ đã đích thân ban hôn, nên mẹ và ông ấy đã hẹn ước sau khi ông ấy đánh thắng lợi trở về sẽ thành thân. Nào ngờ chỉ vì một chén rượu mà ngàn năm xa cách, có kẻ đã tung tin đồn nhảm khiến cho bệ hạ hiểu lầm Lý Dũng là kẻ đã phản bội, đã đầu hàng quân địch. Nên Lý Dũng đã mất hết. Sau đó cha con đã cầu hôn mẹ, nhưng mẹ không bằng lòng. Mẹ chấp nhận chịu khổ đợi Lý Dũng quay về. Đã hai lần mẹ tới sa mạc tìm Lý Dũng, nhưng cuối cùng mẹ đã gặp Lý Dũng và con trai của ông ấy. Lúc đó mẹ mới nhận lời lấy cha con. Kỳ Liên, đã yêu là không được nghĩ đến bản thân mình. Nếu không, làm sao có được người mình yêu? Khi đã cố hết sức mà không được, thì lúc đó sẽ không phải hối hận, vì mình đã hy sinh vì người đó. Mẹ, mẹ thật vĩ đại. Con hãy chúc phúc cho Kim Đồng, để cậu ấy được thường lộ bình an đi. Không, con sẽ chúc cho Kim Đồng và công chúa sống với nhau tới răng long đầu bạc. Con gái, ý con muốn nói, con gái ngoan của ta,
Đa tạ thím. Không có gì. Quý khách từ đâu đến? Từ chân thiên tử. Ông từ Trường An đến đây à? Sao hả? Thím đã từng đến Trường An sao? Người miền núi như chúng tôi làm gì có cái phúc đó. Ở Trường An, ông đã gặp được hoàng thượng chưa? Gặp rồi. Còn hoàng thái hậu? Hoàng thái hậu ở trong hậu cung, thần dân không thể gặp được. Đúng, đúng vậy. Hoàng thái hậu có khỏe không? Hoàng thái hậu sống trong dung lựa, lại có cung nữ hầu hạ và người y chăm sóc, làm sao mà không khỏe cho được? Đúng, đúng vậy. Quý khách vẫn chưa dùng cơm mà. Tôi đã để lỡ việc nên phải đi ngay. Xin cáo từ. Khoan đi đã. Nếu không chê thì mời ông ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Để tôi đi giết gà nấu một bát canh mời ông nha.